Tôi biết ơn bài học về sự tử tế và chân thành. Tôi biết ơn. Con biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện sâu trong trái tim của bạn thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, cử đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Xin chào các bạn. Mong cho tất cả cuộc sống gia đình đủ đầy và yên nghỉ. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý. Các bạn chọn tụ ha. Hôm nay mình sẽ có tụ thạch anh tím và thạch anh xanh. Chủ đề rất là ngẫu nhiên. Bây giờ ở bên Mỹ là 11 giờ. Là cổng năng lượng ngày 11 tháng 11 vẫn còn. Cho đó đây là cái tụ bài sẽ gửi thông điệp các bạn sẽ được gì trong cái cổng năng lượng này. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ. Tôi tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu. Rất biết ơn các bạn và xin gửi. Xin chào mọi người. Hôm nay là trải bài năng lượng để xem chuyện gì sẽ xảy ra trong cái cổng năng lượng ngày 11 tháng 1 này. Tại hiện tại ở bên Mỹ vẫn còn là ngày 11 tháng 11 và hiện tại bây giờ là 11 giờ. Và trải bài được mở vào lúc 11 giờ nha các bạn. Và các bạn hãy chọn đi tụ màu thạch anh tím và anh xanh. Hôm nay bạn đã hữu duyên xem trải bài này xem như kết nối năng lượng cùng ngày cổng năng lượng 11 tháng 11. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến. Và các bạn chọn ha, mình có hai tụ thạch anh tím và thạch anh xanh. Xin thành kính thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu. Là bà chủ. Biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện. Xin chào mọi người. Các bạn chọn tụ ha. Bây giờ hôm nay Kirby sẽ làm trải bài về cổng năng lượng ngày 11 tháng 11. Cho những gì xảy ra có thể là tình cảm hoặc gia đình hay cái gì đó. Ở đây các bạn hoàn toàn có thể biết được là chuyện gì xảy ra cho chúng ta cho cộng đồng lần này, cái được sẽ được ban phước làm nào. Khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến. Và biết và sau đây chắc chúng ta bắt đầu luôn nha các bạn. Xin thành kính gửi thông điệp. Làm sớm tại vì hôm nay tự nhiên có năng lượng thôi thúc mình trải bài cho các bạn về cổng năng lượng 11 tháng 11 này. Không biết chuyện gì xảy ra cho chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng là mọi chuyện tốt đẹp ha. Và xin chào mọi người. Các bạn chọn tụ ha. Hôm nay mình sẽ làm về trải bài về cổng năng lượng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ thạch anh tím. Và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Xin chào các bạn chọn tụ thạch anh tím. Sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người
sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả. Và hôm nay trải bài về cổng năng lượng ngày 11 tháng 11. Và các bạn, chúng ta sẽ được năng lượng nào của ngày hôm nay thì hy vọng là chúng ta mọi thứ sẽ tốt đẹp. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chứ. Mình đang bắt nhạc tần số 528. Cái nhạc này là cái nhạc kết nối với năng lượng của vũ trụ. Cái nhạc này chúng ta có thể kết nối với vũ trụ hôm nay nha các bạn. Và trải bài hôm nay đầu tiên là xin chào các bạn trọng tụ thạch anh tím. Và các bạn có 3 lá bài sau đây. Đầu tiên các bạn có lá bài 7 gậy. Kế tiếp các bạn có lá bài hiệp sĩ kiếm. Tiếp theo các bạn có lá bài ba ly. Bởi vì cổng năng lượng ngày 11 tháng 11 vẫn còn tại Mỹ và mình mở cái trải bài này vào lúc 11 giờ thì rất hữu duyên cho các bạn xem trải bài này. Coi như chúng ta có kết nối năng lượng ha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với lá bài đầu tiên là lá bài 7 gậy để xem thông điệp của vũ trụ muốn gửi cho các bạn thông qua lá bài 7 gậy này là gì. Và hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực và cởi mở nhất. Bởi vì đây là cái năng lượng thôi thúc mình làm. Do đó là có những cái năng lượng nào các bạn cảm thấy mình tiếp nhận được thì mình nhận. Cái nào không có thì mình không nhận. Vậy ha. Và để đầu tiên nói lên lá bài 7 gậy xuất hiện ở đây cho thấy một cái vấn đề đang xảy ra đối với các bạn. Là về vấn đề mà các bạn phải chú ý đến nguồn năng lượng của việc các bạn phải hành động. Bởi vì lá bài 6 gậy đã vượt qua, chứng tỏ là các bạn đã đi qua cái nguồn năng lượng của cái việc là tổn thương. Và bây giờ các bạn sẽ bắt đầu với cái nguồn năng lượng của 7 gậy. Khi mà nguồn năng lượng 7 gậy này xuất hiện, nó chứng tỏ các bạn đã biết đứng lên từ cái đau buồn tổn thương của chính mình. Bản thân các bạn đã vượt qua cái giai đoạn đau khổ rồi. Và các bạn đang có một cái nguồn năng lượng là mình bị các đối thủ đang thách thức các bạn rất là nhiều. Do đó, cái điều thú vị ở đây là các bạn sẽ có một cái đường đi riêng của mình. Và cái đường đi riêng này nó đại diện cho có thể là không có vững chắc lắm trong cuộc sống, nhưng mà chúng ta cần phải đối đầu và thử thách ở trong tương lai là cái điều sẽ diễn ra. Bởi vì bản thân lá bài 7 gậy này nó cho thấy các bạn nỗ lực rất là nhiều. Và các bạn có một số việc các bạn cũng thấy thành công sơ sơ rồi. Mà cái việc đấu tranh này cần phải đấu tranh. Tại vì con người chúng ta trải qua rất nhiều biến cố. Chính cái biến cố này là cách mà các bạn đón đầu và thử thách trong cuộc sống. Bản thân các bạn sẽ thấy là cái khó khăn mà các bạn đối mặt đó đến chi biết không? Giúp cho các bạn thành công chứ không gì hết trơn. Cho đó tất cả những cái biến cố trong cuộc đời, tất cả những việc bị xảy ra đối với các bạn ở hiện tại, nó đều là một cái bài học giúp cho các bạn càng ngày càng thành công. Người ta nói thất bại là bạn của thành công, thì bạn có thất bại thì nhất định cái quả ngọt đang đợi các bạn phía trước. Và điều này cũng đúng. Khi mà chúng ta phấn đấu, chúng ta cố gắng hết sức cho những cái gì mà chúng ta biết được, muốn được, có mục đích rõ ràng, thì nhất định quả ngọt sẽ được tưởng thưởng cho các bạn. Người ta nói là có công mài sắt có ngày nên kim, là lý do là như vậy. Khi mà các bạn thấy là mình phải giữ vững lập trường nha, bản thân mình phải giữ vững lập trường khi mình tiến tới cái mục tiêu hoặc cái gì mình làm. Thí dụ mình nói mình quyết định mình sẽ chờ đợi là mình chờ đợi. Thí dụ mình nói mình quyết định mình buông bỏ là mình buông bỏ, chứ mình không có ở giữa. Ở đây không có cho phép bạn đứng ở giữa. Chúng ta không có việc mà đứng ngã ba đường. Tại vì đứng ở ngã ba đường nó sẽ không giải quyết được gì hết. Đứng ngã ba đường cuối cùng không đi đâu hết các bạn, đứng có một chỗ à. Bởi vì khi mà các bạn cứ chọn cái này, cứ chọn cái kia, cuối cùng chọn canh, chọn cá, cuối cùng ngư ông đắc lợi, mình là người thất bại nha các bạn. Cho đó tuyệt đối không có sử dụng cái nguồn năng lượng là cái đứng ở giữa chờ đợi. Đứng là đứng, đàng hoàng chọn một trong hai.
Bởi vì chúng ta phải có nguồn năng lượng đó, chính bản thân chúng ta phải biết chúng ta muốn cái gì. Và tiếp tục, để nói về cái vấn đề này, các bạn phải đấu tranh cho niềm tin của mình nè, đấu tranh với những kẻ có thể đe dọa với các bạn, với cái niềm tin là chiến thắng. Bởi vì ở đây cái nguồn năng lượng là cho thấy các bạn chiến thắng, mà chiến thắng rất là vẻ vang luôn á, chứ không phải là sơ sơ đâu nha mọi người. Do đó mọi người chú ý giúp mình cái nguồn năng lượng này, cái nguồn năng lượng rất đẹp để cho các bạn có thể tiến tới thành công sau này. Cái ấy về tật tình cảm luôn, cái tình cảm các bạn muốn có được các bạn cũng phải đấu tranh luôn. À, bây giờ là 11 giờ khuya bên Việt Nam, tại vì em muốn lấy cái nguồn năng lượng của ngày 11 tháng 11 vẫn còn đó mọi người. Do đó em trải bài cho mọi người lúc 11 giờ và em sẽ kết thúc lúc 12 giờ hoặc là 11 giờ rưỡi nha. Hôm nay mình nói ngắn gọn thôi. Bởi vì cái việc này, cái mối quan hệ các bạn gặp khó khăn, nhưng mà khó khăn nếu như các bạn bất chấp tất cả các yếu tố này, các bạn tự tin rằng mình có thể làm điểm đúng đắn, cái người này là cái người mình phải giữ lấy, thì cái cảm giác giữ lấy này nó sẽ giúp cho bạn lấy được người này chắc chắn luôn. Do đó kiên trì giữ vững mục tiêu, chắc chắn những gì bạn muốn sẽ được vũ trụ nó ngoài đó. Không có đứng ngã ba đường nha, không có đứng chàng hãng hai bên ha, đâu đó phải rõ ràng. Bây giờ quyết định chờ là chờ, quyết định bỏ là bỏ, đứng mà giữa hai bên là vũ trụ không ủng hộ. Đã đấu tranh thì đấu tranh tới cùng luôn, chứ không có đấu tranh ngừng sơ sơ nha các bạn. Và ở đây cái nguồn năng lượng hiệp sĩ kiếm xuất hiện ở trong trải bài này. Hiệp sĩ kiếm là gì? Chứng tỏ là một cái tuổi trẻ hăng hái, vượt khó. Cái người này có khả năng sử dụng ngôn từ sắc bén. Chứng tỏ là các bạn phải nên tập trung vào cái khả năng ăn nói của mình. Sau dạo này mình thấy lên cái năng lượng là các bạn phải chú ý tới khả năng ăn nói quá. Hình như lúc trước là các bạn không có khả năng ăn nói hay sao á. Thì ở đây cái nguồn năng lượng của hiệp sĩ kiếm này, vũ trụ muốn các bạn phải tập ăn, tập nói, tập lắng nghe. Bởi vì cái nguồn năng lượng của tuổi trẻ là khi mà các bạn biết sử dụng cái ngôn từ của mình á, các bạn có biết sức mạnh ngôn từ không? Nó có thể đạt được tất cả mọi thứ nếu như cái sức mạnh ngôn từ các bạn đủ để làm lay động lòng người. Cho đó cái vấn đề các bạn đang gặp ở đây là cái sức mạnh ngôn từ các bạn không có đủ. Mà các bạn muốn có sức mạnh ngôn từ thì các bạn phải đọc sách nè, hoặc các bạn nên làm cái gì đó, mình nói lên cái cảm nghĩ của mình. Bản thân chúng ta không nói người ta không biết. Cho đó bây giờ tập nói đi bạn, nói tùm lum tà la cũng được, nhưng mà có nói còn hơn không. Im là coi như là mất phần gán chịu nha. Mày có nhớ trong gia đình không, mình im quá là mình mất phần, mất đồ ăn, mất bánh, mất quà hết. Là lý do ở đây là vậy đó. Do đó chúng ta phải nên tập khai mở cái lưng sang ngay cổ họng của mình đó, tức là tập ăn, tập nói, tập suy nghĩ, tập diễn đạt cảm xúc của mình ra ngoài với một cái năng lượng của hiệp sĩ kiếm. Và vũ trụ nói rằng bạn sẽ có được tất cả mọi thứ nếu như bạn tập trung vào cái khả năng này. Cái khả năng có thể nói lên cảm xúc của mình, khả năng nói lên cái nguồn năng lượng trí tuệ từ bên trong của mình. Bởi vì tất cả những gì bạn có được nó sẽ đến từ đây. Và bạn muốn có được những thứ này, bạn phải lên tiếng. Thí dụ bây giờ mình thương người ta thì mình phải nói mình thương người ta. Và mình muốn cái gì? Mình muốn gia đình mình giúp mình cái gì? Mình phải nói là mình muốn gia đình mình giúp mình cái này, chứ không có cam chịu. Vấn đề mình tuyệt đối không chấp nhận cái năng lượng cam chịu. Năng lượng cam chịu chính là cái năng lượng thua cuộc nha các bạn, là cái năng lượng nó không có hợp với hiệp sĩ kiếm. Các bạn đừng có nghĩ là mình nhịn là mình hiền, không phải hiền. Cái nhịn của bạn là cái gì? Là cái mình kìm nén. Mà cái gì kìm nén lâu ngày thì có lúc nó sẽ bùng nổ, mà nó vỡ một cái là hư bột hư đường. Người ta nói rồi, thà mình nói liền cái lúc đó không sao, cứ ém vài nó nổ cái bùm một cái, một cái lời nói mà xét đánh một cái đó kiểu như là khó chịu, nó sẽ gãy đổ rất nhiều thứ. Bây giờ mình phải thể hiện mong muốn mình một cách mạnh mẽ nhất. Thí dụ tôi muốn có người yêu là tôi phải muốn có người yêu, chứ không có chỉ là tôi muốn tôi không có. Mạnh mẽ, hai cái là bài đều nói hết, bạn thấy không? Cái nguồn năng lượng nó kia là các bạn phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ, dám ăn, dám nói, dám làm. Tất cả mọi thứ phải mạnh mẽ. Tại vì cái người mà thành công là cái người dám ăn, dám nói các bạn. Cái người mà khôn, người ta đến, người ta nói lên cái mong muốn người ta để người ta được cái này cái kia. Ta muốn ăn, ta muốn ăn, ta muốn tiền, ta nó có tiền, muốn tình, có tình. Tại vì người ta nói, người ta biết nói cái gì người ta muốn. Mà mình không nói cái gì mình muốn, ai biết mình muốn cái gì mà ta cho. Thí dụ bạn muốn
người yêu mình quan tâm mình. Bạn không nói là quan tâm cách nào, cứ kêu tự hiểu đi, tự hiểu đi. Tới ngày mai người ta cũng không hiểu. Mình muốn, bây giờ tôi muốn là bạn phải làm cái này, tôi không thích bạn làm cái này, tôi thích bạn làm cái này. Tốt nhất là các bạn phải ghi ra là cái điều bạn muốn người yêu mình làm là cái gì, và cái điều bạn không muốn yêu mình làm cái gì. Ít nhất người ta có khái niệm là các bạn cần cái gì và không cần cái gì, để người ta hành xử thôi. Bản thân chúng ta thấy được cái hành xử của mình chính là mình phải có những cái tiêu chuẩn, những cái giới hạn để người yêu mình không có vượt qua. Bạn không nói người ta đâu có biết bạn có giới hạn gì đâu. Họ nghĩ bạn chịu được, thành ra họ làm lên tới luôn. Họ leo thang luôn. Do đó các bạn chú ý cái nguồn năng lượng này. Cái nguồn năng lượng dám ăn, dám nói, dám mạnh mẽ bảo vệ quan điểm mong muốn của mình. Nên nhớ, cái mong muốn quan điểm của mình phải tích cực nha. Chứ tham lam ích kỷ, tham sân si là vô nguồn năng lượng xấu rồi nha các bạn. Bởi vì cái việc này các bạn đừng có mù quáng. Khi mà chúng ta thất bại rồi chúng ta cứ nghĩ là chúng ta sẽ không có hạnh phúc, chúng ta không có thành công, không có chuyện đó ở đây. Các bạn không được đánh mất niềm tin của mình. Cái niềm tin của mình cần phải được cân bằng cái việc nhận thức mình có giá trị của bản thân mình. Mình xuất hiện trên cuộc đời này là mình có một cái nhiệm vụ, chứ không phải là mình là người ở không, không phải là mình người vô dụng. Chúng ta xuất hiện trên đời này là chúng ta là người hữu dụng. Chúng ta có thể làm những cái việc lớn lao khác mà người khác không thể làm. Phải tự tin các bạn, bởi vì cái nguồn năng lượng vũ trụ nè, rất mong là các bạn tự tin. Nếu như các bạn không tự tin là các bạn sẽ không có được cái nguồn năng lượng này, nguồn năng lượng rất đẹp. Bạn thấy không? Đứng lên chiến đấu với kẻ thù, đứng lên nói lên mong muốn mạnh mẽ nhất. Cái nào cũng quật cường, cái nào cũng mạnh mẽ hết. Do đó bây giờ không mạnh mẽ là không có được nha. Phải mạnh mẽ. Ai yếu đuối làm ơn đứng dậy đi, dùng dậy đi. Bây giờ mình phải bảo vệ cái lòng tự trọng của mình. Bởi vì chúng ta có cái sự tôn quý của mình, có sự tự trọng của mình. Các bạn có nhớ lá bài hôm qua, lá bài du ký mình nói không? Chúng ta phải đứng lên bảo vệ cái lòng tự tôn của chúng ta. Và hai lá bài này là bổ sung cái đó. Khi mà các bạn bảo vệ lòng tự tôn là sao? Dám ăn, dám nói, dám hành động vì cái mình muốn, phấn đấu vì cái mục tiêu của mình, chứ không có cam chịu. Chứ hồi bữa giờ mình coi trải bài các bạn cam chịu quá, làm có đúng nguồn năng lượng của ngày 11 tháng 11 này nha. Mình không có quan tâm những cái gì mà cản đường các bạn. Mình làm tiến tới, không có ngăn cản được, cái nguồn năng lượng rất là mạnh. Bạn sẽ thực hiện được nhiệm vụ của mình. Và ở đây, các bạn sẽ hành động quyết đoán, nhưng mà hình như các bạn có nguồn năng lượng bị chán nha. Tại vì cái nguồn năng lượng mình hay chán nản á, mình đang quen hay mình đang làm cái gì đó, tự nhiên thấy chán chán, mà cái chán chán này là không có được các bạn. Bạn biết trong một cái công việc mình làm, khi mà các bạn làm cái việc đó mà chưa đủ 2 năm á, hoặc các bạn yêu người đó chưa đủ 6 tháng á, là thực sự là các bạn phải vượt qua. Tại vì con người chúng ta sẽ có những giai đoạn chán, mà khi mà các bạn quen thuộc cái giai đoạn chán rồi là lúc mà các bạn sẽ đạt được cái mình thích. Bạn thử làm cái việc gì trên 2 năm đi, rồi bạn mới đổi việc. Hoặc bạn quen ai phải trên 6 tháng đi, bạn hãy mới suy nghĩ là mình đổi người yêu. Bởi vì bản thân chúng ta hay dễ chán lắm. Con người chúng ta sẽ có lúc tụt năng lượng, mà cái tụt năng lượng này đến từ cái việc chúng ta hay chán. Do đó bỏ cảm giác nhàm chán nha. Nhưng mà các bạn rất là khó khăn trong việc cam kết hợp tác, bởi vì cái tôi của bạn còn nhiều lắm. Bây giờ mình buông bỏ cái tôi ra để mình có được người yêu. Và ở đây cho thấy là sắp tới bạn sẽ được lời cầu hôn lãng mạn với một ai đó, thậm chí là giành được người yêu mà bạn mong muốn. Nguồn năng lượng chiến thắng lắm nha. Bạn sẽ có kết hôn ở đây nè, và bạn sẽ giành lại được người yêu, giành lại được người yêu cũ nha. Chắc chắn được luôn. Nếu như bạn đứng dậy tranh đấu, đứng dậy bảo vệ cái mong muốn của mình, chắc chắn vũ trụ ủng hộ cho các bạn. 85 bạn đang xem nè, là các bạn có khả năng lấy lại người yêu cũ ha. Tại vì một trải bài của mình thường là tới mấy chục ngàn người xem lần, mà hiện tại bây giờ các bạn nhận năng lượng này là 87 bạn này là có thể lấy người yêu nha. Tại vì nếu như mà cái người này họ chán người yêu cũ đang quen, họ có thể trở lại với bạn, giành lại người yêu là chắc chắn luôn. Chắc chắn. Thì bây giờ tiếp theo là cái gì nó sẽ tạo ra cái nguồn năng lượng này? Các bạn thấy lá này không? Cái gì? Chung vui. Khi mà các bạn thấy xuất hiện ba người này, các bạn đừng có nghĩ là người thứ ba xuất hiện, không có. Như vậy nè,
Như vậy là mới người thứ ba xuất hiện nè. Có cả thứ ba xuất hiện, nhưng mà rất may mắn là bạn chúng ta ra thẳng vậy. Chứng tỏ là các bạn sẽ có những cái mối quan hệ làm ăn, bạn bè, gia đình. Nó sẽ rất là vui vẻ. Và cái việc này các bạn muốn cái năng lượng mình nâng cao á, là các bạn phải đi chơi. Cái lá bài này, cái lá bài phải tụ tập bạn bè ăn uống nè, để mình tạo mối quan hệ các bạn. Cái ba gậy này chứng tỏ là các bạn rất là phải ra đường chơi, mình sẽ gặp gỡ nhiều người để mình chung vui cái thành công này. Bởi vì một mình làm chẳng nên non, nhiều khi muốn có người yêu cũ phải nhờ hai con nhỏ bạn nó nói để mình được người yêu cũ. Hay là mình muốn làm ăn thành công thì mình cũng phải nhờ mấy con bạn nó cho mình cơ hội làm ăn. Nếu các bạn không giao tiếp, nếu các bạn không mở rộng quan hệ, không ai giúp mình hết thì làm sao mình thành công? Người ta nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, là thông điệp ở đây vũ trụ muốn các bạn thấy cái điều này. Do đó cái nguồn năng lượng là gì? Có ba chuyện thôi: hành động, mạnh mẽ thực hiện nó lên mong muốn của mình. Cái thứ ba, quan hệ giao tiếp rộng lên, là tất cả những gì bạn sẽ có được về sự nghiệp, có khả năng kết hôn, có khả năng giành lại những yêu cũ. Cho hiện tại mình đang có 111 bạn xem nha. Cái nguồn năng lượng đang mạnh lắm thưa các bạn. Và cái nguồn năng lượng này đúng lắm đó. Thôi hy vọng là các bạn kết nối được năng lượng này, để các bạn lấy cái nguồn năng lượng này. Rất đẹp, tại bạn vô cùng đẹp luôn. Vô cùng đẹp nha. Và ở đây các bạn biết rồi, cái việc mà khi mà các bạn thực hiện một bước tiến lớn, mình dám nói được sự nghiệp mình, là bạn sẽ gây sự chú ý. Bữa giờ cái năng lượng chúng ta là năng lượng rụt rè, không dám nói lên cái gì hết. Bây giờ chúng ta mạnh mẽ, chúng ta vùng lên, rồi chúng ta dám ăn, dám nói, thì đương nhiên bạn sẽ thu hút được cái người yêu cũ, thu hút được công danh sự nghiệp, cơ hội tới các bạn rất là nhiều. Thì các bạn không yêu cũ hay người yêu mới, ở đây vấn đề là gì? Các bạn phải đứng dậy, không có gục ngã nữa, không có tổn thương nữa. Nếu ai tổn thương, ai gục ngã, ai mà còn buồn là cái bài này không đúng năng lượng của các bạn nha. Tại cái nguồn năng lượng này sẽ đúng cho những cái người dám ăn, dám nói, dám đứng lên đấu tranh cho cái quyền lợi mong muốn tích cực của mình, và dám kết giao với bạn bè. Còn nếu như các bạn không dám cái này thì nó sẽ không đúng. Nó rất đơn giản, cuộc sống mình có hai sự lựa chọn. Một, sống trong tiêu cực. Hai, sống trong tích cực. Lựa đi. Mình lựa đi, đâu có ép đâu. Tích cực thì vậy nè, mà tiêu cực thì xuống nè ha. Rất dễ dàng nha các bạn. Và cái tiếp mình sẽ thêm một cái thông điệp và vũ trụ muốn gửi cho các bạn trong ngày hôm nay là gì? Một cái thông điệp để chúng ta biết được là cái nguồn năng lượng 11 chúng ta phải tập trung để chúng ta đạt được mọi thứ trong cuộc sống này là gì? Và ở đây mình sẽ xin một cái thông điệp ha. Tế bài này rất tốt nha các bạn. Các bạn rất tốt, không có được. Làm ơn đừng có để cái bài hát đó ám ảnh cuộc đời các bạn. Đừng có nói con gái nó ghét là thương là trật lất. Cứ vậy hoài mà không hạnh phúc á. Hạnh phúc là khi chúng ta nói thật những gì chúng ta mong muốn, chứ đừng có nói bóng nói gió các bạn. Đừng có nghe cái lời bài hát đó, cái lời bài hát đó hại các bạn đó. Con trai nó khờ lắm. Phải nói thẳng à, chứ không có nói sự sự, không có nói bắp mé, nó không hiểu đâu. Các bạn đừng cứ nghĩ con trai như con gái, làm ơn đi trời. Các bạn cứ hay nghĩ là con trai với con gái quá à, con trai nó khác con gái, suy nghĩ nó khác, hành động nó khác. Các bạn cứ nghĩ là con trai nó giống như bạn là trật lắc rồi nha. Đừng có si bụng ta ra bụng người là trật, là không đúng. Làm ơn đi, dẹp bỏ câu con gái nó rất là thương giùm đi. Con gái là sống vì mặt cảm xúc, con trai nó sống vì mặt lý trí, thì làm sao có chung nhau được. Các bạn đừng có hiểu lầm ở đây, cứ suy nghĩ si bụng ta ra bụng người là không hạnh phúc á. Và thông điệp ở đây là gì? Là ở đây các bạn có thực sự đã biết yêu thương bản thân mình chưa? Có đam mê với cuộc sống hiện tại của bạn hay không? Thấy chưa? Chính tỏ là các bạn không có đam mê cuộc sống của mình, không biết yêu thương bản thân của mình, không dám nói lên ước vọng của mình, không dám phấn đấu, chiến đấu cho cái mong muốn và cái ước vọng của mình, không dám chiến đấu cho tình yêu của mình. Ở đây các bạn có dám sống hết mình chưa, cuộc đời mình chưa? Dám chứ, thấy không? Dám sống nè, dám sống hết nè, đam mê nè, yêu thương nè, có dám sống hết mình chưa? Và thông điệp ở đây là nếu như các bạn không có sự đam mê đối với bản thân của mình, là mọi thứ nó trở nên rất là khó khăn. Và lời nói này đến từ Đức Phật. Và hôm nay cái nguồn năng lượng của ngày 11 tháng 11 này, nó sẽ có gồm 10 điều để các bạn phải thực hiện. Thứ nhất,
các bạn phải có một cái sức mạnh nội tại mình thật sự mạnh mẽ. Các bạn phải biết lắng nghe trái tim mình muốn gì. Phải nói lên tiếng nói của mình với sự đam mê, tập trung vào sức mạnh của các bạn. Phải nói không với những cái gì bạn cảm thấy là tâm hồn của mình không muốn, và sẵn sàng nói có với những gì các bạn e sợ. Ở đây thấy sợ sợ không dám làm này. Phải dám đương đầu lên các bạn. Phải dám loại bỏ những cái gì mà bạn hãy cho đi, những cái gì bạn không thể kiểm soát. Và hãy tránh xa những cái gì mà tiêu cực, tránh xa những cái gì mà nghiệp quả. Và bây giờ các bạn phải nói lên yêu cầu của mình và sự giúp đỡ vũ trụ, và hướng theo cái việc đó. Và cái thứ 10 là các bạn phải viết ra 3 thứ mà các bạn cảm ơn. Bạn thấy không, lá bài nó hợp với cái trái bài này dễ sợ luôn. Cái tay mình bóc bài ngộ lắm bạn, nó giống y chang. Cái này lá này lá kia nó giống y chang luôn. Các bạn thấy không, khi mà các bạn lấy được cái nguồn năng lượng này là các bạn sẽ có được mọi thứ. Mà cái việc này á, mình làm hàng ngày luôn các bạn, chứ không phải là bây giờ mình mới làm đâu. Để cho các bạn xem này, cái biểu đồ của mình làm hàng ngày, các bạn thấy nè. Mỗi ngày mình sẽ ghi ra 3 điểm mình biết ơn, rồi mình sẽ ghi bài học của mình là gì. Để chi? Chúng ta kích hoạt não người thôi. Chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải sửa sai hàng ngày. Thấy cái sai của mình, cái đúng của mình là gì thì chúng ta sửa sai thôi. Cho các bạn xem này ha. Đây nè ha. Hàng ngày cứ bị viết nè. Cảm ơn cái gì nè. Cảm ơn cái gì nè ha. Cái này là ha, tháng 5 nè. Mình viết điều đặn mỗi ngày luôn, mỗi ngày một trang giấy. À, mình cảm ơn cái gì, mình trân trọng cảm ơn điều gì, biết ơn cái gì, biết ơn ai, ngày đó mình học bài học gì, không? Cái này cái nhà dưới nè, nè, ngày 11, 18 tháng 11 nè, mới nhất nè. Đó, mình phải cảm ơn cái gì, vui phúc lành cho mình. Mỗi ngày bạn ghi ra 3 cái dạy bài học mình học cái gì, thì các bạn sẽ lấy được cái nguồn năng lượng của vũ trụ. Hồi xưa bản thân của mình cũng tệ lắm các bạn, cũng không được gì đâu. Nhưng mà bản thân mình chịu thay đổi, mình thấy được cái sai của mình để mình sửa. Đâu có ai hoàn hảo trên cuộc đời này đâu. Thì bây giờ các bạn hãy đặt một câu hỏi, có hay là không ha. Mình sẽ xin thêm một cái thông điệp con mắt để xem là các bạn sẽ được gì. Bây giờ mình sẽ đếm từ 6 tới 1 và các bạn sẽ đặt câu hỏi có và không nha. Để mình xin con lắc, các bạn hãy hỏi trong lòng mình nha. Xin năng lượng vũ trụ và xin con lắc để cho biết là có hay không. Mình sẽ đếm từ 6 tới 1 nha các bạn. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Câu trả lời của bạn là hiện tại là không được nha các bạn. Không được nha. Không được. Chia buồn với các bạn ha. Rồi, xin chào các bạn tụ thạch anh tím. Bây giờ mình sẽ tới thạch anh xanh nha. Tại mình phải thực hiện cái trải bài này trước 12 giờ. Cho nó hơi gấp. Không có hay nói chuyện liên mang với các bạn được. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ thạch anh xanh để xem cái cổng năng lượng ngày 11 tháng 11 vào lúc 11 giờ mình khai mở cái trải bài này sẽ gửi gì đến với các bạn. Và các bạn sẽ có lá bài. Trời ơi, đây này thấy không? Lá bài của sự quỷ dữ. Lá bài 8 tiền. Lá bài 6 gãy. Và ở đây cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải là gì? Cái vấn đề mà các bạn đang không có được cái nguồn năng lượng cuộc sống tốt đẹp với cái mình là gì? Đó chính là cái nguồn năng lượng của The Devil. Tại vì mình che này, tại vì mình che lại, tại mình nó hơi tập bậy á. Cái năng lượng của The Devil là gì? Chứng tỏ là các bạn đang bị đam mê về cái phần vật chất quá nhiều, về thế giới của nhục dục, về thế giới của nam nữ, về cái chuyện 18 cộng, về cái chuyện tiêu cực trong xã hội. Các bạn giống như là vậy nè, mình đang bị kìm kẹp bởi một cái năng lượng rất là xấu, nó dẫn dắt các bạn đi nè. Tất cả các bạn đang bị
điều khiển bởi cái nhân vật này, một cái nhân vật rất là xấu, nó khiến cho các bạn đắm chìm trong cái đam mê, đắm chìm trong cái nhục dục thế giới vật chất. Mà chính cái con quỷ Satan này, nó là cái người đưa các bạn ở đó. Bản thân các bạn không quên được yêu cũ, tại vì các bạn nhớ tới mấy cái bậy không à. Mà nói thiệt chứ không phải nhớ tới cái tốt. Nhớ tới cái gì mà nó hơi bị không có được tốt đẹp á, người ta ít nói, thì cái nguồn năng lượng này các bạn phải bỏ nha. Vũ trụ cho nói là các bạn đang xem cái trải bài này, các bạn đang bị cái nguồn năng lượng của quỷ Satan, một cái nguồn năng lượng của sự đam mê mà về thế giới vật chất, nguồn năng lượng của sự ham muốn 18 cộng, cái nguồn năng lượng của tiền, cái nguồn năng lượng của tệ nạn xã hội, cái nguồn năng lượng của cờ bạc, cái nguồn năng lượng của nhậu nhẹt và cái nguồn năng lượng của trai gái. Tại 3, tại 4 thì ở đây xuất hiện nè. Bởi bị dẫn dắt bởi nhân vật này. Nếu như các bạn không chịu thoát ra khỏi là các bạn sẽ bị nó dẫn các bạn đi. Bạn thấy hai nhân vật không? Sẵn sàng quỳ mọp xuống để theo sự điều khiển của quỷ dữ này. Mà cái này nó tượng trưng cho tham sân si, cho mạng nghi ác kiến chúng ta, cho những cái ham muốn đời thường chúng ta, cho những cái tầm thường nhất. Mình bảo đảm luôn, năng lượng các bạn có một khoảng thời gian các bạn sống về cái này nhiều lắm. Các bạn biết là tệ nhưng mà các bạn vẫn đâm đầu vô luôn. Rất là mạnh luôn. Bởi vì bản thân mà chúng ta không thoát, không ai thoát các bạn. Và tiếp theo lá bài thứ hai sẽ là lá bài đặc hấp. Sự kìm kẹp nè. Sự kìm kẹp phải không? Bị xuyên xích. Không thoát ra được thì sao? Tại vì đam mê nè. Tại vì theo nè, ai cũng một đuôi nè. Ở trong cái vấn đề tiêu cực. Và lá bài thứ hai là bài tám tiền. Vũ trụ sẽ nói cái nguồn năng lượng này, cái nguồn năng lượng ngày 11 tháng 11 này bạn sẽ được gì. Ở đây cho thấy là các bạn đang rất miệt mài trong cái việc mà các bạn đang làm. Miệt mài lắm, chăm chỉ lắm. Sắp tới rồi đó, các bạn ráng lên tới 9 tiền, các bạn ráng lên tới 10 tiền là chúng ta sẽ thành công. Việc này các bạn đang tập trung rất nhiều vào cuộc sống của mình, vào sự nghiệp, công việc làm ăn của mình. Vũ trụ nói các bạn đang để cái năng lượng mình đúng chỗ. Bởi vì cái năng lượng của 8 tiền này là một cái nguồn năng lượng chúng ta tập trung vào việc chúng ta đang làm. Và có dấu hiệu là các bạn tìm vui trong công việc. Các bạn có thể là bị người yêu phụ bạc. Các bạn có thể là bị tổn thương, nhưng mà các bạn lại lấy cái việc làm của mình để các bạn quên cái chuyện này. Vũ trụ nói các bạn làm đúng. Bởi vì chúng ta sẽ quên một cái việc gì đó khi chúng ta tập trung vào cái việc gì khác, thì các bạn đang sử dụng cái nguồn năng lượng này rất đúng. Các bạn nên tiếp tục nha. Và các bạn thực sự sẽ thành công nếu như các bạn cố gắng nỗ lực. Bây giờ mình không yêu được thì mình tập trung vào công danh sự nghiệp. Bây giờ mình không có tình yêu, mình phải có sự nghiệp. Và bản thân các bạn đang có thực hiện cái việc này. Các bạn tập trung vào cái nguồn năng lượng làm việc dữ lắm. Và các bạn cố gắng hết sức. Vũ trụ nói các bạn sẽ đạt được tất cả những gì bạn muốn khi bạn tập trung vào sự nghiệp này. Không thành công về tình yêu, nhưng nhất định sẽ thành công về sự nghiệp. Sẽ thành công về vấn đề đó. Khi mà các bạn nắm được cái nguồn năng lượng này, bây giờ mình tập trung công việc đi, mắc mớ gì yêu nữa. Mình xin báo các bạn cái lá bài cuối đẹp lắm đó. Lá bài cuối rất đẹp. Bây giờ là hình như vũ trụ muốn các bạn hãy tập trung vào sự nghiệp của mình. Tập trung đi. Các bạn còn có hai nấc nữa là các bạn đã thành công đó. Đừng có bỏ cuộc nha các bạn. Vũ trụ nói rằng bây giờ các bạn đang tập trung vào kỹ năng nè. Học tập nè. Mọi thứ bây giờ các bạn tập trung hết sức cho sự nghiệp, việc làm của mình. Bạn không có muốn yêu nữa tại vì yêu khổ quá rồi. Bản thân các bạn thấy được bây giờ mình phải tập trung thôi. Chính bản thân các bạn thấy mình quyết định cuộc đời mình bây giờ là không có tình yêu, là phải có tiền, có sự nghiệp. Đây là cái khoảng thời gian bạn chăm chỉ tập trung hoàn toàn hết sức lực của mình. Nhưng mà ở đây nha, bạn đừng có nghĩ là các bạn gặp tiêu cực khi bạn vùi đầu vào công việc như vậy. Các bạn đừng có thấy khổ trong đây. Hình như các bạn làm việc nhưng mà các bạn lại thấy khổ. Ý là các bạn nói, tại vì các bạn mang cái tâm lý là tại vì tôi đau khổ tình yêu nên tôi tập trung vào công việc, làm ơn dẹp bỏ cái tư tưởng này. Đừng có đánh tráo khái niệm, bây giờ mình khổ kệ nó, công việc chứ tình yêu liên quan đâu. Vấn đề các bạn bây giờ mình cứ tập trung việc mình làm đi, mình nỗ lực để mình trở thành người giỏi nhất, người xuất sắc nhất,
chứ không phải nỗ lực. Tại vì thằng đó nó bỏ mình, con đó nó bỏ mình nên tao cố gắng không được. Làm ơn sai rồi cái suy nghĩ này, cái quan điểm này bị sai lầm nha các bạn. Bây giờ nè, trong khi mình thực hiện vấn đề dạy dục, mình đừng có ngại yêu cầu sự giúp đỡ. Có dấu hiệu các bạn cứ tại vì buồn á, tập trung làm á, ai tới giúp cũng cản ra tại vì sợ mình rơi vào lưới tình nữa. Ở đây cho thấy là có người, nhiều người đến với bạn lắm, nhưng mà các bạn không muốn. Các bạn muốn tập trung việc thôi. Bây giờ cái việc là các bạn làm việc chăm chỉ là một chuyện, nhưng mà các bạn cần phải tìm sự cân bằng bởi những mối quan hệ, nhờ sự giúp đỡ từ người khác. Ở đây hai tụi bài đều thấy các bạn đang sống một mình, các bạn đau khổ, các bạn không muốn ra đường chơi luôn, có thấy rất rõ luôn á. Và bây giờ đang là tự làm khó mình nè. Bây giờ mình là tự làm khó mình, bắt mình phải vô khuôn khổ, vô nề nếp, vô tất cả mọi thứ để quên người yêu thôi, để quên cái đau khổ của mình thôi. Đến lúc này mình phải chú ý tới cái sức khỏe của mình. Làm việc nhiều quá tới lúc gục ngã rồi làm sao mình có thể sống được. Muốn yêu phải có sức khỏe để yêu chứ. Muốn người ta thương mình phải đẹp người ta mới thương mình chứ. Bây giờ có tiền mà không đẹp, người ta cũng không thương đâu bạn. Nên đừng cái gì cũng vậy, có cái này có cái kia, cuộc đời nó thú vị. Chú ý cái năng lượng này ha. Và mình nói các bạn, lá bài này cũng rất đẹp. Bởi vì khi mà bạn thành công á, bạn đẹp đẽ đó, bạn cân bằng á, là bạn sẽ thu hút được. Trời ơi, hai lá trải bài đều nói là thu hút người yêu cũ được hết nha các bạn. Hiện tại 94 bạn đang xem nè. Hai lá bài, hai tụi bài đều nói cái nguồn năng lượng, ai xem cái bài ngày hôm nay bảo đảm người yêu cũ trở lại. Mình chắc chắn luôn á. Chắc chắn luôn á. Tại vì sao? Khi bạn thành công nè, bạn gây sự ngạc nhiên cho người yêu bạn nè. Bởi vì trong suốt cái thời gian ở bên nhau, người ta không thấy bạn vậy. Người ta thấy bạn làm biếng, người ta thấy bạn lười, công danh sự nghiệp không thành công. Nhưng mà khi bạn chia tay, họ thấy bạn sáng chói, họ trở lại nè. Cái này là lá bài nói chứ không phải mình nói nha mọi người. Do đó nè, họ thấy là bởi vì họ thấy bạn thành công, bạn thay đổi, bạn sửa đổi nè. Họ thấy ở bạn cái niềm đam mê bùng cháy nè. Do đó họ sẽ trân trọng bạn. Họ thấy là bạn giống như là muốn trở lại với cái người thành công vậy, cái người mà họ mới vậy. Bạn sẽ thu hút được người yêu cũ chắc luôn. Hai trải bài đều nói là các bạn thu hút lớn. 94 bạn đang xem hết, bảo đảm luôn á, chắc chắn không nè. Người yêu của bạn có thể khiến cho bạn ngạc nhiên nè, và người này ta cũng sẽ ngạc nhiên dữ lắm, bởi vì bạn học được những cái bài học của mình rồi, bạn biết nói lên mong muốn của mình rồi, bạn biết hoàn thiện bản thân của mình rồi, bạn biết đồng cảm rồi, bạn biết mình sai ở đâu, bạn biết trao dồi kỹ năng yêu rồi, bạn biết ngọt ngào rồi, bạn biết lấy niềm đam mê trở lại nè, bạn biết lấy cái sự quyến rũ của mình. Đương nhiên cái người yêu người ta sẽ thích bạn thôi, bởi vì cái nguồn năng lượng mình biết đủ thứ như vậy, ai mà chê mình các bạn. Không ai chê người biết đủ thứ, vừa đẹp, vừa giỏi, vừa tài năng, vừa biết chuyện, vừa biết đối đáp cuộc đời, vừa biết hoàn thiện bản thân, vừa biết tự hào nữa chứ. Thì ở đây thu hút người yêu cũ là chắc chắn rồi. 107 bạn này sẽ thu hút được người yêu cũ nha. Lá bài nói chứ. Và các bạn yên tâm thì chắc chắn là cái nguồn năng lượng rất là mạnh mẽ. Tại vì mình thấy rồi, lá bài ra rất là tốt. Nếu như các bạn đừng có để cho con quỷ dữ đây nè, nó giam cầm các bạn nữa, bởi vì các bạn đang bị nó giam cầm. Bây giờ mình đừng có sống trong tệ nạn nữa. Mình hãy dẹp một cái tệ nạn đi. Đừng có ham muốn về cái vụ kia nữa. Bởi vì cái vụ kia nó không phải là ý được chính đâu bạn. Còn trẻ còn ham, chứ già rồi ai ham. Bạn nên nhớ cái vụ này nha. Cuộc đời chúng ta còn cha, còn mẹ, còn cuộc sống, còn bạn bè. Chứ không phải là người yêu không đâu. Đừng có đam mê chị 18 cộng quá. Chị 18 cộng như lắm nha. Nó thiệt luôn á. 98 bạn đang xem nè. Đang dướng cái vấn đề 18 cộng rất nặng nha. Bạn thấy đó, vũ trụ đẩy thiền cho bạn hết mức luôn ha. Tập trung công việc sẽ được. Ta nói rồi, mình đẹp đi, hiếu gì người đó đến. Người yêu cũ người ta tiếc cái gì giá trị các bạn, chúng ta đâu có tiếc cái gì xấu xí đâu bạn. Người yêu cũ chỉ tiếc ai là người ta đẹp, người ta giỏi, người ta mới tiếc. Chứ mình xấu, mình không đẹp, không ai tiếc hết trơn á. Nhớ cái điều này cho mình. Mình cũng vậy đúng không? Mình chỉ tiếc cái gì nó quý, cái đẹp, cái có giá trị. Bây giờ mình làm mình có giá trị đi, người ta tiếc mình thôi. Lúc đó xin lỗi, người yêu cũ quay trở lại chưa chắc mình muốn trở lại. Tại vì sao? Nè, lá bài thành công nè. Vinh quang bái tổ nè. Thấy chưa? Vinh quang bái tổ, tôi cưỡi ngựa nè. Tôi đẹp hội tới hai dòng nguyệt quế nè.
Một dòng nguyệt quế cho tôi, một dòng nguyệt quế tôi chặn đầu thằng kia nè. Lấy giùm nó luôn. Cái người bạn đau khổ, bạn lấy luôn cái dòng nhiệt quế giùm nó. Cái này giống như là mình sẽ là, kiểu như là mình làm như là chơi tắc tai vậy. Cái kiểu là bây giờ tôi thành công hơn mức bạn mong đợi luôn. Tôi thành công dùm cái ước muốn của bạn luôn. Tôi thành công vì cái đam mê của bạn luôn. Bây giờ nè, tôi ngồi cưỡi ngựa tôi đi nè. Xung quanh tôi có mọi người reo hò nè. Các bạn sẽ đạt được thành công. Bởi vì các bạn tới hai dòng nguyệt quế luôn. Các bạn có coi đường đến đỉnh Olympia không? Các bạn phải chiến thắng biết bao nhiêu các bạn mới được cái dòng nguyệt quế này. Ở đây bạn có hai dòng nguyệt quế luôn. Ngồi trên ngựa nè, mặc áo đẹp, cởi đi nè, xung quanh những người tung hô mình nè. Nhưng mà các bạn phải làm gì? Các bạn phải chăm chỉ, các bạn phải biết phát triển bản thân, các bạn phải bỏ ra cái đam mê dục vọng của mình thì mới được nha. Nè. Chăm chỉ làm việc, bỏ đam mê thì mới được. Mới được cái vinh quang bái tổ nè. Bây giờ vinh quang bái tổ, đừng để con quỷ nó để cho mình khổ. Nè. Muốn được là phải bỏ cái này đi. Đừng cho nó kìm hãm mình nữa. Ở đây có mấy cái vị thần thánh nè, sẽ phù hộ cho các bạn. Ở tầng trên đó mình có mẹ Kim Trì Chị Mẫu nè. Thấy không? Một cái trải bài mình để cái năng lượng cực kỳ là tích cực luôn. Mình không có để cái gì mà tầm bậy tầm bạ ở đây hết trơn á. Phật không á. Vật thần thánh, mấy vật linh thiêng mà. Đấy chứ, muốn các bạn phải thoát khỏi cái giam cầm này. Muốn các bạn không có phải sống trong cái sự đam mê dục vọng nữa. Mình tập trung làm việc, nhưng phải biết yêu thương bản thân. Chăm chỉ. Chăm chỉ là tốt, nhưng mà phải biết yêu thương bản thân, biết chăm sóc bản thân của mình thì mới được. Vinh quang bái tổ nha. Đẹp không? Hình ảnh đẹp không? Cờ hoa lộng lẫy. Bạn có nghe câu đó, vinh quang bái tổ. Mình chỉ biết là bây giờ mình thành công rồi, mình có quyền chảnh trai chảnh trẻ thôi. Không có gì mà xa hết trơn các bạn. Mình có quyền tự tin với cái thành quả của mình. Chứ không mắc mớ gì mình không thành công, mình không có phải không nhường hết trơn. Đi nhường cái gì, nhường bữa giờ rồi đủ rồi. Khúc này là khúc tôi lên mặt với đời. Sáu gậy nha, sáu gậy, số sáu rất đẹp. Số sáu chứng tỏ sự yêu thương có, thành công có. Cái sự tung hô của mọi người có. Hoặc nếu như bạn nào làm trong lĩnh vực nghệ thuật, các bạn cũng thành công luôn. Vũ trụ nó cũng năng lượng, các bạn xem cái bài này, các bạn sẽ có được thành công. Nếu như các bạn dẹp bỏ cái này, nhớ. Vinh quang bái tổ, đeo hai dòng nguyệt quế luôn, trời ơi, chảnh lắm luôn á nha mọi người. Lá bài này tốt lắm á, lá bài vừa nói vừa có sự nghiệp, tình cảm luôn. Cái kiểu giống như là vinh quang bái tổ á, về bây giờ tôi cưới được nàng, muốn ai cũng được. Nó nói gì vậy? Về sức khỏe này, sự giàu có, sự chiến thắng này. Chiến thắng không phải là chiến thắng mình, mà chiến thắng luôn lòng người nữa. Đã cho thấy các bạn sẽ nổi tiếng nha. Nếu như ai làm trong lĩnh vực nào mà về nghệ thuật, các bạn có thể nổi tiếng. Các bạn được sự công nhận của người khác. Bởi vì các bạn không có sợ hãi và ngại ngùng với... Vô là được kìa. Mạng yếu rớt mạng mọi người. Thì bây giờ mình tiếp tục ha. Các bạn sẽ hút được người yêu cũ nha. Hay đó. Hay nè. Bây giờ không thoát nè. Bây giờ ai đây đang năng lượng tiêu cực tránh xa ra nha. Đừng để cho cái năng lượng này nó kéo bạn xuống. Không có nên. Tránh xa cái số 15 mình cho ra cho mình. Cái số 15 và cái số xu các bạn á. Tập trung vào số 8 và số 6 nha các bạn. Và kế tiếp mình sẽ thêm thông điệp vũ trụ muốn gửi các bạn là gì. Và xin kết nối năng lượng cùng các bạn. Vũ trụ gặp các bạn luôn nhìn. Trời ơi, các bạn đang sợ hãi cái gì? Đang sợ mắc cái gì? Mà các bạn không dám thoát ra khỏi cái nguồn năng lượng của quỷ dữ. Vũ trụ hỏi bạn câu đó đó. Các bạn đang bị cái gì cầm, kìm hãm các bạn? Có phải gì đam mê không? Dục dục không? Các bạn sợ là mình không được phần trong đây không? Đam mê nhục dục nè. Đam mê vật chất nè, tiền bạc nè. Bị giam cầm trong cái sự ham muốn của mình nè. Bạn sợ mất cái gì vậy? Bạn sợ thua cuộc cái gì vậy? Con quỷ đang kìm kẹp nè. Câu hỏi trả lời đi nè. Vũ trụ muốn hỏi bạn trả lời đi. Thông điệp là gì? Bởi vì chúng ta
sẽ lớn lên, chúng ta sẽ thay đổi và chúng ta sẽ biến đổi rất nhiều trong cuộc sống này. Và có một cái yêu cầu là chúng ta phải để cho những cái thứ mà đã từng, cái thứ mà giam cầm các bạn trong cái phòng tối á, nó phải đi đi. Vì nếu như các bạn không có để cho cái nó đi ngày hôm nay á, thì các bạn sẽ mãi mãi có cảm giác là sợ hãi, cảm giác là đánh mất cái bản thân của mình, không có an toàn và không có thuộc về cái nơi đó. Thấy không? Bây giờ mà không bỏ hôm nay nha, cái đó nó đeo bám bạn tới suốt cái cuộc đời luôn. Là mình sẽ thua cuộc trong tình yêu nè, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi nè, lúc nào cũng thấy không an toàn nè, lúc nào mình ở bên cạnh cái đó. Và nếu như các bạn dám thay đổi một cái lật kèo á, thì các bạn có thể tất cả mọi thứ các bạn không có gì để mất nữa. Mình đã bị con quỷ nó kìm kẹp mình bữa giờ rồi, đâu còn gì đâu mất đâu. Bây giờ cái nguồn năng lượng này là gì? Cái nguồn năng lượng vũ trụ sẽ trao cho bạn tất cả những gì bạn cần để các bạn có thể sống đúng với bản thân của bạn. Vũ trụ sẽ ủng hộ nếu như các bạn hành động. Và hành động ở đây là gì? Chính là bạn hãy gọi tên cái nỗi sợ hãi của bạn ra. Mình sợ cái gì? Mình lo lắng cái gì? Phải nói, đón nhận nó, thấy nó cho bằng được. Để chi? Để tìm giải pháp. Giải pháp đi thoát ra chứ làm chi? Muốn thoát không? Hay muốn trong đây? Bây giờ nhìn thấy đó, đam mê cái gì, ham muốn cái gì, nhìn nó, để đối mặt với nó, tìm ra cái giải pháp. Từ đó chúng ta sẽ lấy nguồn năng lượng của vũ trụ, nguồn năng lượng trên đây nè, nguồn năng lượng của rất là nhiều vị thần vị thánh này sẽ phù hộ cho các bạn vượt qua được. Và ở đây, các bạn sẽ có năng lượng này, các bạn sẽ trở thành cái người bạn muốn và các bạn sẽ tiến tới những gì mà các bạn có thể trở thành. Sẽ ở được nhà lầu nếu như các bạn muốn. Sẽ trở thành cái người bạn muốn nếu như các bạn dám vượt qua cái đam mê dục vọng này. Dám vượt qua cái này. Trời ơi, giải bài đúng ghê á. Bạn thấy không? Khi bạn bị giam cầm cái này, vũ trụ nói là các bạn có dám thoát ra không? Các bạn dám đối mặt với nó không? Và ở đây cái câu thần chú là gì? Câu thần chú ở đây là tôi sẽ cho đi hết tất cả những cái gì mà phía trước đang kìm hãm chúng tôi. Và tôi sẽ có nguồn năng lượng vô bờ vô bến để chúng tôi thực sự là một người được yêu thương, một người thực sự là an toàn, một người thực sự là thuộc về. Chứng tỏ là các bạn đang bị kìm hãm bởi con quỷ dữ này. Do đó các bạn không thấy tình yêu, các bạn không thấy an toàn, các bạn thấy sợ hãi và các bạn ở đâu các bạn cũng không thấy mình thuộc về nơi đó hết. Trời, lá bài ra đúng với năng lượng này quá. Do đó bây giờ mình đối mặt cái sợ hãi của mình, lo lắng của mình, để chi? Mình tháo bỏ cái xiềng xích nè, cái xiềng xích trói chân nè, người nam người nữ nè, xiềng xích nè. Dám không? Dám thoát không? Vũ trụ hộ bạn, dám thoát không? Dám thoát không hay còn đam mê? Nếu còn đam mê dục vọng, nếu còn ham muốn thì cứ ở lại trong đó không sao hết. Là sẽ không có thành công ha, là sẽ không có tình yêu, sự nghiệp cũng thất bại luôn ha. Và mãi mãi sống trong sự lo sợ, mãi mãi sống trong sự không được yêu và mãi mãi không bao giờ mình gắn kết được cái gì hết. Như một cái xác không hồn. Ở bên cạnh những người không yêu thương mình, làm cái gì cũng không có thuộc về mình hết. Có kiếm tiền, tiền cũng không thuộc về. Có yêu người ta cũng không yêu mình. Dám thoát không nè? Vũ trụ hỏi bạn dám thoát hay không? Cái bài này nó hơi đặc biệt, chắc mình phải... xin thêm nè, xin thêm là có hay không nha. Bây giờ mình sẽ xin năng lượng là xem các bạn có thể thoát được cái chuyện này không ha. Xin vũ trụ trả lời được là các bạn này sẽ thoát được cái nguồn năng lượng của quỷ dữ này hay không. Lâu quá vậy. Rất lâu luôn á. Nói là các bạn phải cố gắng một lần nữa. Mình phải cố gắng lấy lại cuộc đời của mình. Tại vì mình không cố gắng lấy lại cuộc đời của mình thì cuộc đời của mình nó như vậy hoài. Các bạn có muốn không? Nếu các bạn thích sống vậy thì các bạn sống thôi. Để mình xem coi thử là cái nguồn năng lượng quỷ dữ nào đang kìm hãm các bạn nha.
nè, lấy cái trải, lấy cái bộ bài mà nguồn năng lượng của quỷ dữ nè, để xem cái gì đang kìm hãm các bạn. Xin vũ trụ cho biết là cái nguồn năng lượng của quỷ dữ đang kìm hãm các bạn đã xem trọn tờ bài màu xanh này. Ở đây các bạn có về mặt là trời ơi, già hơi mệt, cho thấy là một cái nguồn năng lượng của một cái thế giới hắc ám bên kia có tên là Cursor. Và cái người này đại diện cho năng lượng gì? Cho năng lượng của sự, nó hay đẩy các bạn vô cái xấu đó, lâu kéo á, cái chỉ cái con quỷ này nó hay lôi kéo các bạn vô những cái xấu xa, vô những cái không đúng, và các bạn đang bị lôi kéo rất là nhiều, nó đẩy các bạn á, đẩy rất là mạnh luôn. Bây giờ nếu không thoát nó, giống như là nó có cái gì sau lưng các bạn, nó đẩy các bạn tới những cái xấu mà nó không mở đường cho các bạn sáng ra để các bạn thoát được, mà các bạn cứ bị u mê, đẩy hay bị hút hút những cái xấu, hay bị hút hút những cái người không tốt xuất hiện trong cuộc đời của mình. Và bây giờ chúng ta thanh tẩy đi các bạn, thanh tẩy bản thân của mình. Mình phải cầu nguyện xin là mình thoát ra được cái chuyện này. Tại vì mình không khó thì nó có đẩy mình hoài, mình khó chịu lắm. Bây giờ mình phải khác chứ. Bởi vì năng lượng cho thấy là các bạn đang bị nó đẩy các bạn rất là mạnh luôn, để cho các bạn tiến về cái phía của quỷ dữ không à, chứ không tiến về ánh sáng, phải không? Nè, bị kìm kẹp lôi kéo nè, lôi kéo rất là nhiều. Ở đây cho thấy là chứ sao? Trời ơi, mùi năng lượng của tội lỗi nè, nó đẩy các bạn xuống địa ngục luôn, nó đẩy bạn tới sự ham mê nè. Bởi vì nó là một trong những cái con quỷ dữ, nó đẩy cho các bạn tới một cái phần xấu của con người mình, một nguồn năng lượng tệ lắm nha. Trời ơi, tội lỗi nè, một nguồn năng lượng do cái sự bất hảo của trí tưởng tượng mà ra nè, hay sợ hãi, hay lo lắng nè, hay nghĩ tiêu cực nè. Bây giờ mà nghĩ tiêu cực là bị con quỷ nên nó đi theo hoài luôn nha. Nếu như các bạn không thấy được cái việc này, thì chính cái kế hoạch của cái người này nó sẽ khiến cho các bạn sẽ bị bỏ rơi. Các bạn sẽ không được người ta yêu thương. Và các bạn sẽ hay gặp những cái tin đồn lắm. Mình bị thị phi lắm. Thị phi sao? Người ta nói xấu bạn để người ta muốn hạ nhục bạn, để người ta đạt được ý nguyện. Và chính cái nguồn năng lượng này, mình bảo đảm 88 bạn đang xem, các bạn đang gặp cái nguồn năng lượng bị thị phi, bị người ta tung tin đồn thật thiệt. Giống như là mình người tốt, là cái tự nhiên ta đồn mình là người xấu. Và các bạn đang là những người sống rất tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực. Bởi vì nó được triệu tập chính từ cái tâm trí. Khi mà các bạn để cho suy nghĩ mình tiêu cực thì vô hình chung, bạn tập hợp lại một cái nguồn năng lượng đưa vào sử dụng để gì? Sử dụng khiến cho các bạn bị đắm chìm trong tình yêu giữa nam và nữ. Và các bạn được giao nhiệm vụ để thực hiện cái này, thực hiện cái phần đam mê này. Do đó, nếu như các bạn không thấy được tới phút cuối cùng, nếu các bạn không đứng lên nói lên sự thật của chính bạn, thì chính cái nguồn năng lượng này sẽ đánh bại bạn. Bây giờ mình phải nói mình có nguồn năng lượng gì, mình phải quyết định nói lên sự thật là bạn đang có gặp trong mối quan hệ tiêu cực hay không? Có phải mình đang bị lệ thuộc người ta về cái gì không? Có phải đang lệ thuộc về thế giới vật chất, hay lệ thuộc, hay là bị ai mà giống như người ta, không biết nói sao ta, uy hiếp các bạn không? Cái năng lượng, cái nguồn uy hiếp này rất nhiều nha. Giống như là mình bị ép buộc tham gia vào một cái vấn đề nào đó, một vấn đề về thế giới 18 cộng, bị ép buộc phải tham gia, ép buộc phải đi nhà nghỉ, hay ép buộc phải làm cái gì đó nó không có đúng ở đây. Và điều này nó thấy là cái việc này, cái người ép các bạn họ còn tung tin đồn là các bạn người xấu nữa. Và kế hoạch này đi, kế hoạch này là nó muốn dắt những cái người mà không được sự ủng hộ của vũ trụ, những người đã bị bỏ rơi á, người suy nghĩ tích cực á, dắt các bạn đi luôn. Trời ơi, gì buồn quá vậy. Và cái việc này, trời ơi, mình mong các bạn khóc nó sẽ ghê quá. Không muốn đọc, không muốn nhìn tôi tiếp. Đang bị đẩy nha. Đang bị, giống như là mình bị uy hiếp. Giống như người ta có cái gì đó, người ta nắm giữ bí mật của bạn, rồi người ta khống chế các bạn.
người ta muốn các bạn phải tuân thủ, làm theo. Giống như mình người ta bắt bài, bạn đừng có sợ các bạn, đừng có sợ cái gì hết. Đừng có sợ mất danh dự, cái danh dự đó, hiểu không? Đừng có để người ta bắt, như người ta có lỡ, người ta có làm gì xấu, người ta có một cái bằng chứng, đừng có sợ. Mình chối không ai nhận, mình không nhận là không bao giờ là được, đúng đâu. Cái gì cũng vậy, có chuyện đó xảy ra, mình không nhận là cái chuyện đó mãi mãi là 50-50, chứ không có sợ. Đừng có để người ta uy hiếp nha các bạn. Đừng có sợ, mắc mấy gì sợ, bây giờ có pháp luật bảo vệ, bây giờ có cha, có mẹ, có gia đình, không có sợ sự uy hiếp. Đừng có sợ người ta tung tin thất thiệt, tắt trách đi, không ai nuôi mình. Bây giờ có người đời của người các bạn xấu đi chăng nữa thì các bạn cũng, người ta đâu có nuôi mình đâu. Đừng có sợ xấu, đừng có sợ nhục. Chính cái sĩ diện của mình đó, nó làm cho mình khổ á. Dẹp bỏ sĩ diện đi, người ta đánh vô cái phần sĩ diện của bạn, đánh vô cái phần bạn sợ gia đình nghĩ xấu với bạn, bạn sợ chính vì mình sợ người ta nghĩ xấu mình sợ người mình trong mắt người ta xấu, thành ra bạn bị người ta uy hiếp thôi. Người ta muốn thoát, bỏ sự diện bên bên, bây giờ tôi xấu có được không, làm gì tôi thách đó, đi mét gia đình tôi đi, hay đi tung tin đi, tôi chấp nhận, tôi không gì để sợ, bắt quá bỏ xứ đi thôi bạn, đâu có gì đâu, đơn giản. Nhiều khi cái chỗ nè, nên nhớ nha, cái môi trường mình sống quan trọng lắm. Nhiều khi cái môi trường nó không hợp với mình, bạn không bao giờ phát triển. Bạn ở cái chỗ này thấy không được, mình chuyển qua chỗ khác mình ở, cuộc đời thay đổi. Cái chỗ này là cái địa ngục, nhưng mà bên đây là thiên đường sao bạn. Và cái việc này đến từ đâu? Đến từ cái việc nè, sự nè, các bạn đang gặp vấn đề tả hai tụ bài, các bạn đang gặp vấn đề về cái tuổi thơ ấu của mình không được yêu thương, nó khiến cho các bạn bị đắm chìm trong cái sự thấy ai mà quan tâm chút xíu, ai ngọt ngọt xíu là dễ chiều lòng, dễ theo người ta lắm. Thấy không? Ai mà cho cục kẹo, ai cho cái bánh, cái bông mình theo liền, bất chấp bán nhà, bán cửa, bỏ nhà theo trai liền ngay tức khắc. Tại vì mình thiếu sự yêu thương thôi. Bây giờ mình tìm sự yêu thương từ đâu? Chúng ta thấy hạnh phúc tại vì chúng ta hay nhắm vô cái việc mà chúng ta không có lắm. Bây giờ mình hãy nhắm vô cái việc mình có đi. Tôi có tai, có chân, tôi có mắt, có miệng, tôi có gia đình, là bạn hạnh phúc hơn người ta rồi. Hôm bữa có bạn vô comment mình á, trời hôm nay mình đi làm nửa ngày mình mệt quá. Trời ơi, đi làm nửa ngày là may mắn hơn là người ta đi làm một ngày rồi, cùng than tháng gì cũng không hiểu nữa. Bạn thấy không? Mình hơn người ta nhiều lắm, mình không thấy. Cứ chầm chầm nhìn cái mình không có, chỉ cho mệt vậy. Tôi nhìn tôi có hai tay, tôi có hai chân, tôi có mắt, tôi có miệng là tôi hơn cái người bị không có rồi. Tôi có cơm, tôi ăn là tôi hơn những người phải xin ăn rồi. Bạn thấy mình may mắn lắm. Nên là đừng bao giờ đem cái năng lượng tích tiêu cực vào cuộc sống hết. Để mình xin cho các bạn thêm một cái thông điệp là các bạn cần phải làm gì nữa nha. Hai cái trải bài này đang bị giam cầm trong cái sự đau khổ quá. Bây giờ mình sẽ lấy cái nguồn năng lượng của Đức Chúa Trời đi. Là cái nguồn năng lượng này, tại vì mình thấy cái phần này nó thiên về các bạn đạo Công giáo hơn nhiều nha. Nên mình sẽ lấy thông điệp từ các bạn đạo Công giáo. Tại vì quỷ Satan là bên phần Công giáo rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ kiếm bộ bài thì Công giáo cho các bạn. Mình tới 150 bộ bài, được lĩnh vực nào cũng có hết. Mỗi lĩnh vực là một bộ bài khác nhau nha các bạn, chứ không phải là một bộ bài xem cho tất cả đâu ha. Chờ mình chút xíu nha, tại vì mình nhiều quá, không nhớ là cái bộ bài nào. Thì cái nguồn năng lượng này nó sẽ giúp các bạn thoát ra cái việc này. Để coi bên vị thánh nào, bên đạo Công giáo ủng hộ các bạn. Trời ơi, cô tìm đi, bây giờ cô lấy đại nha, hy vọng là đúng. Đây nè. Đây. Bộ bài của tình yêu, ánh sáng của tình yêu đến từ các vị thánh ở bên đạo Công giáo. Tại vì mình có linh cảm là cái bộ tụ này là dành cho các bạn bên đạo Công giáo rất là nhiều. Không biết, tự nhiên cảm thấy vậy á. Ở đây cho thấy khi mà các bạn biết hợp tác, các bạn tìm thấy những cái bạn đồng hành tuyệt vời sẽ đưa cho các bạn nhận được phần thưởng. Bởi vì chúng ta không thể sống một mình. Các bạn muốn
được thoát ra cái việc này, các bạn cần có sự giúp đỡ của những người khác để các bạn thoát ra. Ở đây chúng ta phải tìm những cái vị thầy, những người có thể hợp tác, những người mà có thể cộng tác để tạo cho bạn những cái phần hưởng trong cuộc sống. Và sẽ hai người sẽ tốt hơn là một người. Ghi nhớ câu này, chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ của người khác để chúng ta thoát ra cái tổn thương của mình, thoát ra những cái đau khổ của mình. Chúng ta chỉ thành công khi chúng ta có sự giúp đỡ từ người khác. Và cái này nó đến từ trong Kinh Thánh phần 4.9, một thông điệp của bên đạo nha các bạn. Và mình mong cái nguồn năng lượng này, các bạn nên nhớ, các bạn sẽ cần sự giúp đỡ từ người khác và các bạn không thể sống một mình. Tất cả mọi thứ mình sẽ lấy cái nguồn năng lượng của người khác giúp mình, nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ bạn bè, nhờ anh em, nhờ đồng nghiệp để mình thoát ra nha các bạn. Bởi vì nếu mà các bạn một mình, các bạn không có đủ năng lượng, các bạn thoát ra đâu. Chúng ta chỉ thoát được khi chúng ta có sự kết hợp với người khác. Và mình mong là cái hình ảnh của bên Đức Chúa bên cầu công giáo sẽ đem đến phước lành cho các bạn. Và mình xin kết thúc trải bài ở đây. Kết thúc trải bài vào lúc 12 giờ. Và mình xin gửi rất nhiều niềm lành cho các bạn. Mình mong các bạn. Và chúng ta hãy cùng nhau đọc bài cầu nguyện nha các bạn. Hy vọng là các bạn thấy nguồn năng lượng này, nguồn năng lượng của bên đạo công giáo Đức Chúa Giêsu, là các bạn phải hợp tác với những người khác để chúng ta có thể đạt được tất cả mọi thứ, thoát ra những cái sai lầm tổn thương và kìm hãm chúng ta. Bản thân chúng ta là mỗi người là một cái giá trị rất là cao. Khi chúng ta có sự kết hợp với những người khác là lúc chúng ta có sức mạnh để chúng ta có thể vượt qua hết tất cả mọi thứ. Và sau đây chúng ta sẽ đọc một bài cộng hưởng năng lượng để cho chúng ta có được những gì xảy ra trong cuộc đời này. Hy vọng là các bạn sẽ được hồng ân của vũ trụ ban phước lành cho tất cả chúng ta đều được hạnh phúc và an vui, bởi vì trong chúng ta ai cũng xứng đáng được việc này. Và mong là các bạn sẽ thấy được cái cổng năng lượng này sẽ đem đến hạnh phúc cho các bạn. Chúc biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi thúc khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu. Tôi trân trọng và biết ơn cuộc sống này. Tôi có sức khỏe tốt, tinh thần khỏe mạnh. Tôi luôn yêu thương và bao dung với tất cả mọi người, mọi vật. Tôi luôn nói lời ái ngữ và nhẹ nhàng. Tôi luôn lắng nghe nhiều hơn là nói. Tôi thật sự giàu có. Tôi thật sự tự do với tài chính và thành đạt. Tôi có người chồng yêu thương và yêu biết, hòa hợp với mọi mặt. Tôi chấp nhận những thứ mà
đang sống với đúng mục tiêu đó. Tôi có niềm tin vào chính bản thân của mình. Tôi sẵn sàng đón nhận của tôi. Tôi trân trọng và biết ơn cuộc sống này. Tôi sống an vui tại tâm. Tôi có sức khỏe tốt, tinh thần khỏe mạnh. Tôi luôn yêu thương và bao dung với tất cả mọi người, mọi vật. Tôi luôn nói lời ái ngữ và nhẹ nhàng. Tôi luôn lắng nghe nhiều hơn là nói. Tôi thực sự giàu có. Tôi thực sự tự do về tài chính và thành đạt. Tôi có người chồng yêu thương và hiểu biết, hòa hợp với mọi mặt. Tôi chấp nhận những thứ mà mình không thể thay đổi. Tôi xứng đáng có được cuộc sống an vui. Tôi biết ơn những điều và những người đến với tôi trong cuộc đời này. Tôi biết mục tiêu của mình và đang sống với đúng mục tiêu đó. Tôi có niềm tin vào chính bản thân của mình. Tôi sẵn sàng